For you to sing that live. How many people here think that she should try for American Idol? That was beautiful. And thưa quý vị, thật sự ra là Bảo Trang biết bài này từ xưa rồi đây là this is a romantic song about relationships. However, I never thought about singing this song to a mom. So good idea. I might do that for Mother's Day. But with the meaning of this song, for a mom, it's just so beautiful, and I'm gonna be honest that I was trying really hard not to cry back there. Thank you. So good job. And would you like to, for Mother's Day, would you like to say any words to your mom? Mom, thank you so much for making me the person I have become today. It's all because of you. And thank you for helping me find what I really love to do, and that's singing. And I'm really glad I get to share that with you and sing the song for you. Thank you. Wow. That is so sweet. Thank you so much. Và kính thưa quý vị, trong tiết mục kế tiếp là đến từ trường VRMA. Đây là một trường về âm nhạc và sẽ có một cuộc trình diễn rất là đầy ý nghĩa.
có 12 người mẹ và 12 đứa con. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi các em lên sân khấu, Bảo Trân muốn nhắc là ngay bên trái của Bảo Trân là có một booth photography booth của VN Photography. Và cái hội này sẽ chụp hình miễn phí cho quý vị. Ngày mai là lễ Mother's Day. Và Bảo Trân biết là chắc bây giờ những người đang bước vào Phước Lộc Thọ là đang ăn mừng lễ Mother's Day, cho nên đây là một kỷ niệm tốt và cơ hội cho mình lưu lại những kỷ niệm, nhất là mình đang mặc đồ đẹp, mình đến Phước Lộc Thọ mình đi chơi. Và thưa quý vị, bên trái của Bảo Trân là có một cái Arts and Crafts booth, có 3 người volunteer rất là dễ thương đến từ Runway Entertainment, đó là chị Tracy Phạm, Jenny và Donna đang giúp với The Arts and Crafts booth. Thì nếu mà có các em muốn làm quà tặng cho mẹ thì đây là cơ hội tốt. Bảo Trân nhớ là khi Bảo Trân còn nhỏ, chưa có đi làm, chưa kiếm tiền được, thì Bảo Trân lại làm những cái Arts and Crafts, và Little Saigon TV lại nhớ lên điều đó và nhờ những người bảo trợ cho chương trình thì Little Saigon TV mới được làm một cái Arts and Crafts booth. Thì xin mời quý vị cùng bước qua. Và một lần nữa, Bảo Trân xin cảm ơn title sponsor của chương trình ngày hôm nay, Dr. Kimberly from Applejay. Thank you so much. Và thưa quý vị, ngay phía sau Bảo Trân là 12 em trẻ em và 12 người mẹ của các em, và ca đoàn VRMA sẽ trình diễn bài Ơn Nghĩa Sinh Thành và Đồ Rê Mi. Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Let's see if I can make this easier. Oh dear.